Hai mọi người, nay tay xin giới thiệu cho mọi người một lô đất tọa lạc tại xã Láng Lớn, huyện Châu Đức ạ. Từ vị trí đất ta thuận tiện di chuyển ra khu trung tâm hành chính xã Láng Lớn. Bên cạnh đó ta cũng thuận tiện di chuyển ra đường Nị Xuân Ngải Giao cũng như đại lộ Võ Văn Kiệt. Từ đại lộ Võ Văn Kiệt hướng bên này ta sẽ về địa phận thị xã Phú Mỹ chỗ sông Xoài đó mọi người. Còn hướng ngược lại thì mình sẽ đi về trung tâm thị trấn Ngải Giao. Thì trên đây là tổng quan về lô đất, còn chi tiết hơn thì video sau đây ta sẽ chia sẻ cụ thể hơn với mọi người nha. Hai mọi người nha, hiện tại thì Đài đang đứng tại xã Láng Lớn, huyện Châu Đức đó mọi người. Và hôm nay thì Tài xin giới thiệu với mọi người một lô đất sao á, nằm ngay trên mặt tiền đường bê tông này luôn nha mọi người. Còn lô đất thì nó nằm phía sau lưng Tài đây nha, để Tài quay cho mọi người coi luôn đấy. Đây mọi người ạ, lô này nha mọi người. Ở trên đất thì hiện tại chủ đang trồng mấy cây dưa rồi. Tổng diện tích đây là từ cái bờ cột bên kia kìa, tới bờ ranh đá bên này, sâu vào thì hơn 50 mét đó. Mặt tiền thì 41 mét, trên đất thì có sẵn là 100 mét vuông đất thổ cư rồi. Tổng diện tích của nó là gần 461 nha, tức là gần 4.100 mét vuông á, 461 á. Trên đất thì có sẵn 100 mét vuông thổ cư rồi. Mặt tiền đường bê tông như hiện trạng đấy luôn. Thế đất thì bán theo đường nha, bán theo đường. Hiện tại thì nguyên trên đất luôn. Thì chỗ nào mọi người thấy trồng dưa không? Có bờ gạch, bờ đá hết rồi đó. Lô này thì ranh mốc rất là rõ ràng luôn. Giá thì hiện tại chủ đang dự định bán lô này là 1 tỷ một sao đó. Tương đương với 4 sao là 4 tỷ cho lô này. Có sẵn 100 mét vuông thổ cư. Mặt tiền đường bê tông đường nhà nước. Đường này thì hiện là có hệ thống điện đi sẵn đấy nha. Nhà dân này. Từ đây chạy lên đó là ra tới đường chính luôn rồi đó. Để về lại chợ, chợ Láng Lớn. Từ đây lại chợ Láng Lớn thì tầm là một cây hơn á, tầm cây 2 mọi người nha. Còn đường này thì đông thông ra đường Võ Văn Kiệt lại, mình cứ đi thẳng ra đường Võ Văn Kiệt lại luôn, tới ngã ba cổng chào Châu Đức luôn á. Thế đất thì khá bằng với đường nha, cho mọi người coi luôn. Đất thì hiện tại là khá bằng so với mặt đường luôn rồi. Trên đất thì ra rất là sạch sẽ luôn. Chủ nhà trồng cây nhìn cũng bài bản đấy đó. Hiện thì chủ cũng đang cân bán đó mọi người. Nếu mọi người ai có quan tâm bên khu vực xã Láng Lớn Châu Đức mà cũng khá là gần địa phận sông Xoài của Phú Mỹ đấy nha. Từ đây đi qua sông Xoài thì nó tầm là 2 cây ra tới địa phận sông Xoài Phú Mỹ thôi. Và là chỗ vành đai 4 luôn á, đường vành đai 4 thành phố để về sân bay Long Thành nè. Còn hiện trạng thì đường bê tông có sẵn. Đất thì như hiện trạng mọi người thấy sẵn đây. Trên đường này thì có đường điện nhà nước đi sẵn. Từ đất thì cũng thuận tiện di chuyển ra bên chỗ trung tâm luôn. Hiện vị trí này là đất ở nha, và mọi người có thể phân lô nha mọi người. Trước đây là nguyên một lô to lắm, người ta phân bán ở trên kia trước rồi đó. Hiện thì có sẵn 100 thổ cư đó. Hoặc mọi người có thể mua đây để dành làm nhà vườn sau này. Khu này thì không khí khá là mát mẻ đó, yên tĩnh, mát mẻ. Hiện mình đang đứng đây là tầm 5 giờ rưỡi chiều đấy. Thời tiết như mọi người thấy đây thôi. Ok nha mọi người. Thì trên đây là xung quanh của lô đất. Mặt tiền thì đường đây mình quay cho mọi người. Ai có quan tâm vị trí ở bên này, mọi người có thể liên hệ trực tiếp với Tài nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Chào mọi người. Em ơi xuân đến bên thềm rồi, nhấp rượu hồng phơi đi. Hết rồi mùa chia ly, cho tình xuân vừa ý. Xin yêu thương đến đôi bàn hiền, để xóa hết cô đơn, rồi quên luyến nhau hơn.